xe này. Kính thưa quý vị khán giả, trên sân khấu hiện nay, như quý vị đã biết, ông Đô Cấn Tất Tâm, mang đai đỏ, là chú ruột của kiện tướng Cấn Tất Sự. Đô Cấn Tất Tâm cũng đã có rất nhiều thành tích ở trên đất nước Việt Nam. Hai Đô bắt tay thân ái trước khi thi đấu. Hai Đô chuẩn bị, cắt trong tay chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Vừa rồi phải nói là một keo vật rất sức là nhạy cảm. Chính vì vậy ban tổ chức cần phải đưa ra một cách giải pháp hợp lý nhất. Chúng tôi xin thưa với toàn thể khán giả, ở đây là một hội vật dân tộc. Chúng ta xin giải thích về keo vật này như sau. Ở tư thế đánh chủ động, Đô Cấn Tất Tâm vào miếng chủ động. Nhưng xét về luật vật dân tộc, kể cả anh đánh chủ động mà khi bị ngửa thì đã là thua. Nếu xét về lý trích xuất camera, Đô Cấn Tất Tâm đã thua. Trọng tài chính đã bắt. Thế nhưng tại hội vật dân tộc, chúng tôi cũng rất là cân nhắc giữa lý và tình. Tôi xin nhường lại câu trả lời cho trưởng ban tổ chức trước của giải. Theo quy định của ban tổ chức và hội ý của trọng tài, trong nội quy thi đấu của giải vật của trái cát Quế,
mời quyết định sơ trọng tài chính trên sân quyết định. Hà Nội đã dẫn đội 10 đô hiếu và nhà nào.